Thời gian như một giấc ngủ trưa ấy nhỉ. Mới ngày nào chia tay chia chân, hai đứa chúng mày lên thành phố đi tìm tương lai, xây lâu đài hạnh phúc. Cuối cùng chả thấy mẹ gì, chỉ thấy chia tay. Nói xong chưa? Rồi. Uống đi, làm nhà làm nhà. Nhảm cái gì? Mày không thấy cuộc vui hôm nay gượng à? Hả? Tao không thích cái sự gượng như thế này. Chúng mày làm lành với nhau đi. Đúng đấy. Không yêu nhau được nữa thì là bạn như hồi xưa nhở? Vâng. Bây giờ cả cái làng này chỉ còn mấy đứa ế thì phải chơi với nhau chứ. Hả? Ôi, nâng cốc mừng cái hội ế sưng ế xỉa à? Huyền, tay đâu? Vô. Hết nha. Hôm nay nhà mình có chuyện vui, con muốn thông báo cho mọi người biết một tin này. Em ra đây. Tin vui này to bằng quả mít ạ. 8 tháng nữa là mít chín mố. Kiểu yêu đương dập dít như con nít thế mà cũng yêu. Nhạt nhẽo, mất thời gian. Đừng có khinh thường thằng này nhá. Cũng nắm tay, ôm nhau, môi chạm môi rồi đấy. Tớ cũng rất ra gì và này nọ đấy. Vâng. Tôi biết cái kiểu rất ra gì mà này nọ của anh rồi. Bày đặt. Cái kiểu sĩ diện của cậu ấy mà. Tớ còn lạ cái gì nữa? Sao cậu có khinh thường tớ thế nhỉ? Tớ không hề khinh thường cậu. Tớ chỉ đang nói đúng năng lực của cậu.